một công cụ AI cho phép các bạn chỉnh sửa các hình ảnh không thua gì Photoshop với dân chuyên nghiệp ví dụ như những hình ảnh như thế này trước đây để vì chúng ta có thể làm chúng ta cần phải Photoshop và những người thợ Photoshop cũng có kỹ năng khá là cao để chúng ta có thể điều chỉnh những hình ảnh như thế này nhưng bây giờ với thời đại AI thì anh chị chỉ cần một chiếc máy tính thì chúng ta đều có thể làm được những hình ảnh kiểu như thế này chỉnh sửa rất là đơn giản ha trong video hôm nay Tuấn Sơn dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng công cụ này để chúng ta chỉnh sửa những hình ảnh hoặc là chúng ta tạo ra những hình ảnh mới anh chị công cụ hôm nay chúng ta sử dụng đó là Black AI anh chị và tính năng mới của Blood AI là Blood Contest thì có rất là nhiều trang web chúng ta có thể sử dụng nhưng mà ở dưới đây mình đang sử dụng một cái trang web có thể hỗ trợ khá là tốt và đặc biệt chúng ta cũng có thể sử dụng tiếng Việt nữa để anh chị có thể sử dụng thì anh chị truy cập vào đường link ở dưới phần mô tả ha mình sẽ để trang web đó dưới đó khi mà anh chị vào đây rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập một tài khoản Google vào đây thôi rất đơn giản ha và ở đây chúng ta sẽ thấy có một phần demo như thế này ví dụ như đây là hình một cô gái với tóc màu bạc anh chị và ở đây nó sẽ chuyển thành màu vàng như thế này để mà chuyển như thế này á nếu chúng ta làm thủ công thì cũng được nhưng mà cũng khá là mất thời gian ha và cũng cần có trình độ về photoshop nhất định ha còn nếu như chúng ta sử dụng các công cụ ai khác ví dụ như chatgpt hoặc là những công cụ mà chúng ta chỉnh sửa hình ảnh khác thì khi mà chúng ta đưa lên chúng ta yêu cầu á thì khả năng cao nó sẽ thay đổi các thành phần trên nhân vật này thậm chí nó có thể thay đổi cả gương mặt của nhân vật luôn anh chị nhưng mà ở trong Blend test này tính năng này nó có thể cho chúng ta điều chỉnh những phần nào mà chúng ta muốn ha và đặc biệt là nó giữ lại cái cấu trúc của cái hình ảnh đó như thế nào ví dụ anh chị thấy đây là cái phần màu tóc nè nó chỉ thay đổi màu tóc thôi ha còn cái phần mà cấu trúc của tóc như thế nào gần như nó giữ lại 95% 99% luôn anh chị không có thay đổi nhiều ha thì đây là một trong những lợi thế mà của flash AI này chúng ta có thể sử dụng đầu tiên là mình sẽ thử thay đổi kiểu trang phục của mẫu anh chị ví dụ như ở đây mình có một mẫu trang phục như thế này và mình sẽ thay đổi màu của trang phục ha thì ở trong công cụ này nó có thể làm hay không hả anh chị ví dụ như mình sẽ yêu cầu một câu rơm như thế này chúng ta có thể sử dụng câu rơm tiếng anh hoặc tiếng việt đều được ha còn nếu mình chị chưa biết câu rơm tiếng anh như thế nào thì rất đơn giản chúng ta chỉ cần vào google translate ha anh chị chỉ cần gõ câu rơm tiếng việt thôi ha thì chúng ta có thể đổi thành câu rơm tiếng anh ha và chúng ta copy vào đây đương nhiên khi chúng ta sử dụng câu rơm tiếng anh thì nó sẽ nhận diện đúng hơn về cái yêu cầu của chúng ta ha ở phần đầu ra này chúng ta có thể chọn vào max input tức là hình ảnh đầu vào như thế nào thì đầu ra như vậy hoặc là chúng ta có thể chọn theo kiểu là mở rộng khung hình hoặc là thu hẹp khung hình lại anh chị ví dụ như 23 hoặc là 169 hoặc là 11 này thì sau khi mà nó thay đổi thành phần ở trong đây xong á nếu tiếp tục mở rộng khung hình ra cho chúng ta ha nó giống như tính năng Albertin vậy đó anh chị còn ở trong đây model Pro và Max á, thì cái model Max này á, chúng ta có thể tạo ra chất lượng có thể là tốt hơn mình đoán là vậy anh chị còn Model Pro thì chúng ta sẽ tốn Reddit ít hơn Ở đây Model Pro thì chúng ta tốn 5 Reddit nè Còn Model Max thì chúng ta tốn 10 Reddit ha Bây giờ giả sử mình sẽ chọn Model Pro trước ha Còn phần Watermark này Nếu mà anh chị muốn bỏ phần Watermark Thì chúng ta bắt buộc phải nâng cấp lên gói premium ha Thì chúng ta mới có thể sử dụng được anh chị Bởi vì hiện tại các công cụ AI cho phép chúng ta sử dụng thử thôi Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng thương mại Thì bắt buộc chúng ta phải nâng cấp lên ha Lúc đó chúng ta sẽ không có phần Watermark Và chúng ta vẫn thể sử dụng được ha sau khi mà chúng ta set up hết rồi chúng ta bấm vào generate ha và anh mất đâu đó tầm 30 giây đến một phút thôi là nó có thể tạo ra một tấm hình cho chúng ta. đấy anh chị kết quả khá là đơn giản ha với một cái yêu cầu mà là chuyển cái màu áo màu trắng này thành màu áo màu hồng nhạt á thì nó đã làm rất là đơn giản ha anh chị những cái phần màu áo và những cái phần mà họa tiết ở trên áo cũng như là những cái phần nếp nhăn á anh chị anh chị có thể so sánh hai bức hình ha giữa đầu vào và đầu ra chúng ta sẽ thấy ha kết quả khá là tốt ha, anh chị nó không có làm khó được với công cụ này ha bây giờ mình sẽ thử lại tiếp đó là mình sẽ xóa một thành phần ra khỏi một bức hình luôn ha ví dụ như đây mình sẽ có một bức hình gồm hai nhân vật là một con vẹt và một con hổ ha ví dụ như mình muốn xóa hình con vẹt này ra khỏi bức hình ha và bây giờ mình sẽ yêu cầu nó là một câu rơm bằng tiếng việt luôn thì liệu là nó có hiểu được hay không anh chị mình yêu cầu là xóa hình con vẹt này ra khỏi bức hình ha mình cũng chọn là max input nè và mình cũng tiếp tục mình chọn pro ha và mình bấm vào generate ở hình đầu tiên chúng ta thử bằng tiếng Anh ha còn câu rơm này chúng ta sẽ thử bằng tiếng Việt để xem nó có hiểu được hay không anh chị rất đơn giản ha sử dụng tiếng Việt nó vẫn có thể hiểu được ha, anh chị và đây là cách mà công cụ Black Test này có thể tạo được ha, anh chị khi mà chúng ta tạo xong rồi chúng ta download về và anh chị sẽ thấy là ở đây nó có một cái logo của công cụ ha bây giờ mình sẽ thử một cái tính năng khác đó là chúng ta sẽ thay màu tóc giống như lúc đầu mà công cụ demo anh chị đây là một trong những tính năng mà nó khá là khó hơn ha mình sẽ đưa hình ảnh mẫu của nhân vật lên và mình sẽ muốn thay nó thành màu của màu hạt dẻ anh chị đương nhiên là chúng ta sẽ giữ nguyên cái kiểu tóc và những cái thành phần khác chúng ta sẽ không có thay đổi gì hết anh chị thì đây là một trong những phần yêu cầu khá là khó ha để mà AI có thể nhận diện và nó sẽ chỉnh sửa được ha còn nếu mà anh chị chưa biết rơm như thế nào á, thì chúng ta có thể nhấp vào phần ba chấm này nè chúng ta sẽ xem thử các phần cấu trúc rơm họ viết như thế nào ví dụ như phục chế hình nó thì như thế nào còn đổi cái kiểu tóc thì như thế nào ha hoặc là chúng ta đổi cái màu tóc này thì anh chị cũng có thể kéo xuống đây nè nó sẽ có một cái mẫu đổi màu tóc nè anh chị sẽ thấy ha chúng ta có thể sử dụng lại cái mẫu rơm như thế này đương nhiên là chúng ta sẽ đổi cái màu tóc này thành cái màu mà chúng ta mong muốn ha thì để mà anh chị tìm được cái màu mong mà muốn thì rất đơn giản thôi chúng ta vào google translate ha ví dụ như mình muốn thay đổi màu tóc của nhân vật nữ này từ màu đen trở thành màu hạt dẻ đi thì anh chị chỉ cần search cái màu là hạt dẻ để xem ở trên google translate nó sẽ giữ gì đây chữ chestnut nữa ha chúng ta sẽ giữ dụng cái chữ này chúng ta thay vào cái chỗ này đấy và cái phần khác á, thì chúng ta sẽ giữ nguyên phần này á, nó có ý nghĩa là chúng ta sẽ giữ các phần còn lại của tấm hình tức là kiểu tóc này hoặc là background này hoặc là tất cả những phần còn lại ha chúng ta chỉ đổi màu tóc thôi ha ở đây chúng ta có thể chọn pro hoặc là max ha thì mình nghĩ là chọn chế độ max thì nó sẽ tạo ra cái hình ảnh chất lượng cao nhất cho chúng ta mình chọn chế độ max ha mình bấm vào generate nè và tầm 30 giây đến một phút ha thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một kết quả anh chị rất là nhanh chóng thôi đây anh chị chúng ta sẽ có kết quả rồi đây ở đây là kết quả đầu ra và ở đây là kết quả đầu vào anh chị sẽ thấy ha chúng ta sẽ thấy là có một cái sự khác biệt khá khá lớn về cái mẫu tóc anh chị tuy là chúng ta sử dụng cái mẫu rơm y như yêu cầu ở trong Black Contest test rồi nhưng mà nó vẫn thay đổi cái mẫu tóc anh chị như vậy á so sánh giữa cái phần mà họ demo và cái kết quả đầu ra của chúng ta thực sự thì nó chưa hẳn là đã tốt anh chị nó hoàn toàn có thể thay đổi theo cái mẫu tóc ha đương nhiên những thành phần khác ví dụ như là gương mặt của nhân vật thì nó vẫn giữ lại cho chúng ta ha và màu tóc thì nó cũng đã đổi theo những gì chúng ta yêu cầu tuy nhiên thì cái mẫu tóc thì nó cũng đã thay đổi một chút ha còn nếu như chúng ta muốn sử dụng để mà phục chế hình ảnh đây mình đã kéo hình ảnh của mình lên đây rồi ha anh chị và ở đây chúng ta có thể điền phần rơm ở dưới đây đương nhiên là chúng ta có thể điền phần rơm tiếng việt hoặc là tiếng anh thì nó đều hiểu được ha hoặc là nếu chúng ta chưa biết điện rơm thì anh chị sẽ thấy đây có một cái nút nè và chúng ta có thể bấm chọn vào đây. Thì trong đây nó sẽ có những cái template rơm để chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như chúng ta cần phục chế ảnh cũ đi thì đang anh chị sẽ thấy có một cái restore image nè. Chúng ta có thể chọn vào đây ha. Sắp đến thì họ cũng sẽ update thêm nhiều cái rơm mới ha. Chúng ta chỉ cần nhấp vào đây thì nó sẽ ra cái phần rơm này cho chúng ta. Sau đó thì chúng ta chỉ cần bấm vào generate ha. Một tấm hình như thế này thì đâu đó khoảng 30 giây đến một phút là họ có thể làm ra được cho chúng ta ha ở đây chúng ta đã có kết quả rồi nè đây là tấm hình sau khi nó phục chế ha phần phục chế hình ảnh có vẻ là cũng khá là ổn nó sẽ tăng cái độ phân giải hình ảnh lên và nó cũng sẽ phối màu cái hình của nhân vật đó anh chị tuy nhiên ở đây anh chị cũng sẽ thấy ha có những cái thành phần nó cũng chưa có thay đổi quá là nhiều anh chị ở đây thì mình thấy những cái phần lỗi của tấm hình nè nó vẫn còn hiển thị ha như vậy á với công cụ loss content này á, thì mình thấy khi mà chúng ta sử dụng á, chúng ta tạo những yêu cầu phức tạp á thì công cụ này có thể là sẽ khó đáp ứng được anh chị còn những cái phần yêu cầu đơn giản hơn thì công cụ này nó hoàn toàn có thể đáp ứng được và nó có thể cho chúng ta sử dụng được ha công cụ này có thể thay thế được so với Photoshop hay không thì mình nghĩ hiện tại nó vẫn chưa có thể thay thế được anh chị bởi vì hiện tại nó vẫn còn lỗi khá là nhiều ha và khi chúng ta sử dụng thì nó cũng cần phải điều chỉnh khá là nhiều ha tuy nhiên với sự phát triển của AI sắp đến thì mình nghĩ các công cụ cũng sẽ dần dần phát triển và nó có thể cải tiến những cái tính năng này sau này chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng ha có thể thay thế dần dần photoshop ha, anh chị đấy là những cái phần đánh giá của mình về công cụ này và phần demo anh chị thấy sao nếu mà anh chị có những cái thắc mắc khác hoặc là anh chị có những cái trải nghiệm khác anh chị hãy comment dưới ha chúng ta sẽ cùng trao đổi nhé nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới channel nghề công sở bye bye anh chị